Victoria Louise Plus, cuối cùng cái bè mang tên của bà hoàng hậu phú phổ. Chỗ này người ta làm cho người dân tới nghỉ ngơi ấm nắng, trời ấm nắng. Ở phía tầng trước đó là nhà của anh bạn Einstein ở ha, đi bộ khoảng 10 phút để mình biết luôn. Rất là đẹp, khu này là khu ra trung tâm của Future Sundance rồi đó ha, KDV đó, Urban Hope. Nói chung đã dẫn tới đây rồi đó, đi bộ. Hôm nay trời nắng ngập luôn, 22 độ, đây người ta ra tắm nắng thật là đẹp, quá là đẹp luôn. Một cái khu vườn ngay trung tâm thành phố mà rất là yên tĩnh, được người ta chăm sóc rất là sạch sẽ luôn. Và đây một trà một thứ trên từng cây số luôn luôn giới thiệu cho mọi người biết tất cả những cảnh thiên nhiên cũng như con người sống ở Đại Liên thật là đẹp. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại anh Trung, dáng người đi chữ Napoleon.